mèo mẹ và mèo con đi đi. What? A sẽ a mèo 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 ba tê và mèo bê đúc. Mèo mẹ và mèo con sẽ cùng nhau làm một món ướt rất là ngon. Mèo con thích nhưng mà mèo mẹ không có thích, tại vì mèo con bậy rồi. Hôm nay chúng ta sẽ làm OREO đá xay. Đây thì mình sẽ kiểu khui cái cây bánh này ra, cho đường, cho sữa, cho đá vô xay. Các bạn có biết bánh xay đồ mà nhà mình nhớ đồ hay không? Thôi thôi, nhà không có nuôi heo. Quyết tâm thần thái. Ở ngoài thì cho sữa mà có hai cái có món gì đó em, đá xay đồ đúng không? Bức tượng. Thần thái quan trọng phải thần thái. Thần thái thì chắc nhịn đói quá thôi. Bây giờ xay hai. Nè. Bây giờ xay một lần cho đủ hai ly này luôn đi. Một cây thôi. Nguyên cây bánh này thì mình sẽ tầm 10 cái gì đó. Mình cho vô hết luôn. Dạ em mời rồi. Qua. Hey, bingo. Mà cho một tô. Bỏ sữa vô trước, bỏ sữa vô trước. Ê, cho đường vô đi. Bỏ sữa vô xong rồi mình mới bỏ đường vô, nó mới tan vô trong. Trời ơi, sữa mới đập hộp luôn nha. Anh đừng có đập hộp nha, em đập cái hộp này mà hòa banh đó. Cho bao nhiêu sữa đây mèo con hỏi. Cho vô cỡ nửa mình. Nhập hả? Vậy được rồi. Rồi, rồi. Rồi, thêm miếng nữa đi. Cho xíu. Miếng nữa. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ đường. Bỏ đường mà bỏ đá được luôn phải không? Chưa, đừng bỏ gì. Cho đường cũng phải thần thái. Quan trọng là thần thái dùng có làm gái mình. Gì vậy? Dạ, 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 dạ. Ủa? Làm gái là làm con gái em nghĩ gì vậy? Em là con gái mà, thì làm gái quan trọng thần thái. Rồi, rồi, rồi. Thật là quý sợ tộc. Bắt đầu giống tiệm trà sữa rồi. A few moments later. Wow, trời ơi. Dạ ai? Từ từ đó, để anh xuống này nè. Đó, chờ em nè, cầm đi. Cái này ném qua bên đi đã. Mời đồng chí, mời đồng chí. Trời ơi. Nó không sệt như em nghĩ, nó hơi lỏng tí. Hồi nãy em cho sữa gì là nó sệt sệt, nó ngon mà không chịu. Kêu em cho nhiều sữa, giờ nó lỏng le. Hả? Cầm cho nó wisdom coi. Wisdom, wisdom. Cạn ly đi, đồng chí, đồng chí. Cạn nhẹ thôi, đồng chí. Đó. Wow. Ngon lắm luôn á. Cái này mà sợ xíu nữa là rất là ngon. Nhưng mà cái mùi là đúng là ở ngoài tiệm trà sữa bán rồi. Sao cứ để luôn. Chưa cục nữa. Chưa cục. Gì vậy? Thì mình có phải hết pin vậy. Ngon lắm á. Giật đĩa. Cái này mà sạch chứ nữa là ngon luôn á. Hồi nãy em cho đủ sữa rồi. Kêu cho nhiều chứ hồi nãy cho ít sữa lại là sạch rồi. Ngon. Bữa nào mình sẽ bật mí cho các bạn biết món đá xay Oreo là món mình thích nhất. Thích uống á, thích nhất á. Xem hết video của biệt đội mèo con của chúng tôi. Và nếu các bạn thích những video từ biệt đội mèo con thì nhớ like, share và subscribe để biệt đội mèo con có những video hay và mới nhất nhé. Làm rất là nhiều món ăn và thức uống khác nhau. Mỗi lần mà làm thức ăn thì không phải là nè in a kit trở thành 3T mà là biệt đội mèo con nha. Okay, bye bye, bye, bye.